chào tất cả các em. Chúng ta đang ở khóa ôn tập sinh học lớp 11 dành cho học sinh thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Phần B, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật. Để học tốt phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật này thì chúng ta cần biết một số các nội dung về phân loại động vật. Động vật thì được phân loại thành động vật đơn bào và động vật đa bào. Động vật đơn bào tức là cơ thể chỉ có một tế bào, ví dụ như trùng roi, trùng đế dày, trùng biến hình hay còn gọi là amip, vân vân. Động vật đa bào thì cơ thể có rất là nhiều tế bào khác nhau, được chia thành động vật không xương sống và động vật có xương sống. Động vật không xương sống thì có nhiều ngành khác nhau, trong đó có ngành thân lỗ, ruột khoang, dung dẹp, dung tròn, dung đốt, thân mềm, chân khớp và da gai. Còn động vật có xương sống thì chỉ có một ngành duy nhất, gồm các lớp. Nửa dây sống, cá miệng tròn, cá sụn, cá xương, lưỡng cư, bò sát, chim và thú. Ở trong đó, lớp nửa dây sống, cá miệng tròn, cá sụn, cá xương thì đại diện đều là gọi là cá, cho nên người ta có thể gọi tắt là động vật có xương sống thì gồm các lớp cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu một số các đại diện của những nhóm động vật này ha các bạn. Trước hết là động vật đơn bào, chúng ta có đại diện trùng roi, trùng dày và amip. Đặc biệt là trùng dày, bạn thấy là nó có hình dạng của đế dày nè các bạn. Rồi amip hay là trùng biến hình, gọi là biến hình bởi vì nó có thể di chuyển bằng cách hình thành các cái chân giả do biến dạng màng sinh chất. Tiếp theo là động vật đa bào. Đầu tiên là động vật không xương sống ngành thân lỗ, với hai đại diện là bọt biển và hải miên. Tiếp theo là ngành ruột khoang, với các đại diện là sứa, san hô, thủy tức. Đây là những loài động vật mà có đối xứng tỏa tròn. Đặc biệt là chúng ta lưu ý là san hô thì rất là nhiều bạn nhầm đó là thực vật ha các bạn. San hô là một loài động vật thuộc ngành ruột khoang. Và đối tượng mà chúng ta cần lưu ý mà cái phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật hay nhắc đến đó là thủy tức, là một loài động vật thuộc ngành ruột khoang. Tiếp theo là ngành dung dẹp với các đại diện là sắn lông, sắn lá và sắn dây. Nói chung là khi nghĩ đến dung dẹp, chúng ta hãy tưởng tượng ra đến những cái loài sắn. Ví dụ sắn lá gây bệnh sắn lá gan nè, sắn dây nè các bạn. Tiếp theo là động vật ngành dung tròn. Ví dụ như dung đũa nè, dung kim gây ngứa ngáy hậu môn ở trẻ em nè. Dung móc với cái miệng của nó có những cái móc, cái giác hút để mà bám chặt vào thành ruột ở động vật hay người để mà khỏi bị rơi ra khỏi thành ruột khi mà cơ ở thành ruột nó co bóp đó các bạn. Tiếp theo là ngành dung đốt, với các đại diện là con dung đất. Bạn lưu ý con dung đất là một cái đại diện mà rất hay được nhắc đến trong phần B này nha các bạn. Dung đất là thuộc ngành dung đốt. Rồi đĩa và con vắt. Hai loại đĩa và vắt thì đều có khả năng hút máu người, động vật. Tiếp theo là ngành thân mềm, với các đại diện là ốc, mực, sò. Và chúng mình lưu ý ốc thì bạn thấy nó di chuyển bằng cái bụng nữa các bạn, cho nên ốc hương hay là ốc sên, ốc các loại người ta gọi là động vật chân bụng, tức là nó di chuyển bằng cái bụng đó các bạn, gọi là động vật chân bụng. Còn mực, ống hay là bạch tuộc thì bạn thấy nó có những cái râu nè, cái tua nè các bạn, thì nó di chuyển bằng những cái này, cái râu, cái tua này người ta gọi là động vật chân đầu, cái chân nó nằm ở đằng đầu đó các bạn. Còn sò huyết hay là sò lông hay là nghêu hay là trai hầu vân vân thì người ta gọi là động vật hai mảnh vỏ. Như vậy ngành thân mềm gồm có những cái lớp đại diện như là lớp chân bụng là ốc này, lớp chân đầu là mực, ống, bạch tuộc, lớp hai mảnh vỏ như là trai hầu, sò vân vân. Tiếp theo là động vật ngành chân khớp, với rất là nhiều loài động vật khác nhau. Trong đó người ta chia thành 3 lớp là lớp giáp xác, lớp sâu bọ và lớp hình nhện. Lớp giáp xác với hai đại diện là tôm và cua. Chúng ta thấy tôm và cua có một cái lớp vỏ chitin bên ngoài thấm canxi, cho nên là nó tạo thành cái lớp giống như là cái áo giáp phủ bên ngoài nên ta gọi là giáp xác. Tiếp theo là lớp sâu bọ, hay là trong cái phần B này chúng ta sẽ thường xuyên gặp cái từ là côn trùng. Côn trùng
tức là lớp sâu bọ với rất là nhiều loài như là ong nè, châu chấu, chuồn chuồn, cào cào, bướm, gián, kiến, đây là kiến ba khoang nè các bạn, rồi ruồi, muỗi hoặc là mối cũng là thuộc côn trùng hay là còn gọi là sâu bọ. Tiếp theo là lớp hình nhện, với ở đây có hai đại diện là nhện và bọ cạp. Thì chúng ta thấy là để phân biệt lớp sâu bọ và hình nhện thì chúng ta thấy là lớp sâu bọ thì nó có 6 chân. Nó có 6 chân hay là ba đôi chân đó các bạn, là 6 chân. Còn lớp hình nhện nó sẽ có 8 chân. Ví dụ con nhện bạn sẽ thấy nó có 4 đôi chân, tức là có 8 chân. Còn lớp sâu bọ thì có thể có cánh nè các bạn. Thế nhưng mà lớp hình nhện thì là không có cánh nha các bạn. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu một số loài của ngành chân khớp. Chúng ta qua tiếp. Ngành cuối cùng trong nhóm động vật không xương sống đó là ngành da gai, gồm cầu gai, sao biển và hải sâm. Tiếp theo là động vật có xương sống, gồm các lớp cá lưỡng cư, bò sát và chim, thú. Thì lớp cá ví dụ như cá chép hay cá diêu hồng nè các bạn. Rồi lưỡng cư thì ví dụ như là ếch, nhái, ỉn ương, cóc. Ví dụ đây là ếch, ở đây là cóc. Lớp bò sát thì chúng ta có một số lưu ý. Bò sát ví dụ như là có rùa ba ba nè, rắn nè, thằn lằn nè. Và đặc biệt có một cái loài gọi là cá sấu ha các bạn. Cá sấu gọi là cá nhưng mà thuộc lớp bò sát nha các bạn. Cá sấu là một đối tượng mà chúng ta sẽ có nhắc đến trong phần B đó các bạn. Tiếp theo là lớp chim và lớp thú. Lớp chim thì ở đây có điển hình ví dụ như chim họa mi, chim sẻ, chim sơn ca, chim bồ câu. Và đặc biệt là các loài gia cầm như là gà, vịt, ngan, ngỗng thì đều là thuộc lớp chim nha các bạn. Lớp thú thì có rất là nhiều loài thuộc lớp thú. Đặc điểm của lớp thú chính là đẻ con và nuôi con bằng sữa nha các bạn. Thì chúng ta có thể thấy là thú ăn cỏ nè, thú ăn thịt và thú ăn tạp. Trong đó con người chúng ta cũng là một loài thuộc lớp thú nha các bạn. Ở đây cô có hình về sư tử là một loài thú ăn thịt. Và ở đây chúng ta có cá heo. Cá heo chúng ta lưu ý là mặc dù là gọi là cá nhưng mà cá heo hay là cá voi nữa các bạn thì là thuộc lớp thú. Nó đẻ con và nuôi con bằng sữa nha các bạn. Dơi cũng vậy. Dơi là một cái đối tượng mà hiện nay chúng ta thấy đang rất là hot, là vì người ta xem nó là cái đối tượng để mà truyền cái virus corona đó các bạn. Thì dơi là thuộc lớp thú, mặc dù chúng có thể bay lượn trong không khí nhưng mà nó đẻ con và nuôi con bằng sữa. Người ta xếp dơi là thuộc lớp thú ha các bạn. Như vậy chúng ta có thể chốt lại nội dung phần phân loại động vật để chúng ta có thể học tốt cái phần B chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật ha. Động vật thì chia thành hai nhóm, động vật đơn bào và động vật đa bào. Động vật đơn bào là trùng roi, đế giày hay là trùng biến hình, amip hay là bào tử trùng gây sốt rét nữa đó các bạn. Rồi trùng bệnh ngủ nữa, nhiều loại ha các bạn. Rồi động vật đa bào thì người ta chia thành động vật không xương sống và động vật có xương sống. Trong động vật không xương sống thì gồm các ngành thân lỗ, đại diện là bọt biển, hải miên. Ngành ruột khoang thì có đại diện là sứa, san hô, thủy tức, hải quỳ. Ngành dung dẹp thì có các đại diện là sáng lông, sáng lá, sáng dây, vân vân. Ngành dung tròn thì có các loại dung như dung đũa, dung kim, dung móc, dung tóc, vân vân. Ngành dung đuốc thì có các đại diện như là con dung đất, con đĩa hay là vắt, vân vân. Rươi thuộc ngành dung đốt luôn ha các bạn. Thân mềm, động vật ngành thân mềm có các đại diện là chân đầu, chân bụng và hai mảnh vỏ như ốc, mực, ống bạch tuộc, sò, trai, hầu, vân vân. Động vật ngành chân khớp như là giáp xác, sâu bọ và hình nhện. Động vật ngành da gai ví dụ cầu gai, sao biển, hải sâm. Trong đó là cái ngành chân khớp là có cái độ đa dạng về thành phần loài rất là lớn ha các bạn. Động vật có xương sống thì chỉ có một ngành gồm các lớp nửa dây sống, cá miệng tròn, cá sụn, cá xương, lưỡng cư, bò sát, chim và thú, mà chúng ta có thể gọi tắt là các lớp cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú ha các bạn. Với hy vọng cái video này sẽ giúp cho các bạn có cái nền tảng để chúng ta học tốt phần B ha.
Hương ái chào các em.